Sáng nay không thấy ra sáng nay đi làm, chiều nay lên. Trên thơ thì ông cầm cái thứ ngồi với thằng Điệp Béo ngồi uống bia ở uống bia bên hồ. À đấy à? Gọi cho chú thì bảo tôi chắc tầm này bạn nói. Suốt ngày bia kiểu. Ông ai đi xuống tổ 8 lại làm một trận đây. Thế à? Cái chân rất đánh luôn. Trận đéo. Trận này Hùng An chủ quan quá. Không phải chủ quan đâu, nghe trước rồi. Thì để hết, lúc sáng nay bảo ra chúng mày thua mỗi thằng một lít thôi. Thắng người ta cho mỗi thằng một lít ấy. Để đánh nó như thế. Thưởng nhiều, lúc đấy thưởng nhiều lắm. Nhưng mà vô địch đấy còn thưởng nữa. Ờ đây, vô địch thưởng nhiều nữa đấy. Được, hai rồi. Xéo cúp ra. Hai đội Việt Nam hết con ạ. Đấy, đội Việt Nam đây. Đội Việt Nam. Chỉ còn một ít phút nữa thôi thì lễ trao giải sẽ chính thức được diễn ra. Và đây là buổi lễ tổng kết cho các nội dung thi đấu thể thao bóng đá, bóng chuyền nữ và bóng chuyền nam. Bóng đá thì đội bóng đá nam của thị trấn Tuyền Quang đã giành chức vô địch. Và chúng ta phải trông chờ đến 2 tuần sau thì mới xác định được đội vô địch ở nội dung bóng chuyền. À, chủ thớt thì hơi xấu dai cho nên là không dám quay. À anh chủ.
Hùng An với Công An nhất 2 triệu. Không phải là đoán chuẩn mà lại hôm nay bảo làm việc với Kiều Lê Quốc qua gấp từ đầu. Lúc bạn đang lên đi bình luận ra đây. À đây ạ. À thế về tối xem lại nha. Phần quà chuyển qua đâu? À cứ biết đây đã. Ở quán bia nhá. Ồ, ok nhá. Đã chuẩn bị đến giờ làm việc. Xin mời các đoàn chúng ta có các vận động viên. Chúng ta tập trung một hàng theo hàng dọc để phía trước sân khấu để chương trình trao giải bế mạc. Vòng chung kết thể thao chuẩn bị được bắt đầu. Để những các đồng chí tiểu đoàn, chúng ta đưa các vận động viên của mình về xếp hàng phía trước sân khấu để chuẩn bị tổ chức chương trình bế mạc trao giải. Thế mà không chụp cho chú đấy. Cháu chụp mà. Úp để cái đồng hoàng rồi chú. Tận tâm vì nghề nghiệp. Một lần nữa xin kính mời các đồng chí trưởng đoàn của các đội thể thao, chúng ta đưa các vận động viên về xếp hàng ở phía trước khán đài để chương trình chuẩn bị của chúng ta. Đợt nó to khỏe mà tốt. Xin kính mời các vị đại biểu chúng ta lên trên sân khấu và khu vực bàn đại biểu để những chỗ ngồi chuẩn bị cho chương trình được bắt đầu. Bạn này là số mấy nhỉ? Này ở ngoài. Thế à? Cổ động viên nhiệt tình. Hello, xin mời các đồng chí đi. Các bạn thể thao chúng ta tập trung vào ổn định nhanh. Chúng mời các đồng chí chúng ta mỗi đơn vị xếp theo một hàng dọc. Các bạn không đánh bóng à? Bạn cháu à? À, vui. Mình cứ nhầm. Tôi xin lỗi, vâng, đây tên là bố của bố. Đây bố đấy. Xin mời các đồng chí là trưởng đoàn chúng ta lên trên sân khấu vào khu bàn đại biểu để ngồi tham dự bế mạc trao giải. Mời các đội nam nữ vận động viên chúng đạt kết quả của ba nội dung thi. Chúc mừng Dinh nhá. Xin xếp hàng vào trước sân khấu. Cháu, một cháu mặc cái này bị thế nào? Các đồng chí khẩn trương giúp. Mấy người được mời trách kìa. Nghiệp, được trách. Ở đấy là cũng mua nhiêu tiền? Em mua 900 mấy, cái một chân. Đề nghị các đồng chí trưởng đoàn chúng ta đón các vận động viên khẩn tập trung ở phía trước sân khấu. Anh cứ dùng loại này đi cho nó, anh chuyên nghiệp thì anh phải dùng loại ấy. Anh dùng có hơn 100.000, 200.000. Ví dụ này của anh thì chuyên nghiệp. 100 triệu. 100 triệu. 200.000 thật mà. Ui, cái này về hàng